đồ nặng nặng thì phải đây đây hả? Dạ, mấy cụ ra việc ra ăn quán cô Màu, cô ấy chửa hoang. Thế cụ nghe ra chửa. Tao nghe lâu rồi. Thế cụ ra việc làm đi à, con còn phải đi mời cụ thầy đây. Cây ngõ đồng chuông xa lạc lạc ta, đường đi những lạc ai có thấu có. Dạ, có thêm hai cụ. Có đến đây chưa rồi ơi? Ai cho mày trèo lên đấy hả? Xéo ngay, xéo ngay. Ai lại, ai lại, ai lại.
con thỏ mày đổi cho các cụ. Đổ cho anh xã này. Anh cứ hỏi lôi nó ra đánh con trăm roi có bao nhiêu phải tỏi nó bằng hết. Vâng. Dạ. Đánh đủ trăm roi không? Dạ đánh ạ. Quan bây giờ muốn đánh con màu ấy thì mình phải thay tuần. Nó khoé một cái lỗ hút cái bụng nó xuống thì hắn đánh. Không xẻo cả lạc đi cùng chẳng chơi. Con màu kia tao đã bảo phải rồi. Con chốt anh nằm với ai thay ra khôn ngoan thú thực ngắn á thay ra. Kể như lời ông sáng như lột tay vậy thì màu tôi xin thú. Người là chủ của cái chiếc thai này là tiểu Vĩnh Tâm ở trên chuối. Thưa các cụ, dạ con thực mẫu nó đã thú thú luôn chẳng đã tư thông với ả tiểu kính ở sau viên. Tuân con bắt cổ tiểu kính ra đây cho nàng hỏi tôi. Mày bắt tiểu kính ra đây cho nàng hỏi tôi. Nhanh dạ bẩm các cụ, tiểu kính đã ra đấy ạ. Tiểu kính ra rồi. A Di Đà Phật. Bớ tiểu hỏi đây, nghe hỏi đây. Sao mày dám mượn thuyền dở thói mưa mây quen lối tục mà tìm đường răng gió hả? Sao hư thế hở? À thì là mà ả thịt màu đây đã thúc rằng đã tư thông với ả sau việc thực hư thế nào thì hãy tường ra rõ. Xin cô màu, sao cô nỡ đặt điều cho người xuất gia tu hành như vậy? Này thầy tiểu ơi, đã lo thoát tay vào lại bỏ ra sao? Mà mới ăn với nhau có miếng trầu có lâu đâu mà trôi. Thôi nhận đi rồi làm cho mình thành chồng thành vợ nhá. Nó còn nhận ở đâu? Này anh xá này, anh xem thế nào chứ? Tôi là tôi thấy chưa chính ngọ rồi đấy. Nói rồi. Thưa các cụ, vậy là đã rõ. Quá rõ. Rằng tiểu kính đã tư thông với con mở sau kia. À thực thì đã tường nắm rõ mượt. Quá rõ rồi. Thôi bắt đầu. Con dạ. Lôi cổ tiểu kính đánh đủ trăm roi đâu. Đánh đủ trăm roi. Chết tao chịu. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Thôi quan. Mình cũng không làm khó kẻ thất gia tu hành làm gì, phải không các cụ? Quan trọng là hôm nay anh em mình được cái bữa gọi là quánh con nhà bà chén. Thế cho nên là cứ bắt nó nộp đủ trăm quan rồi đuổi ra khỏi làng. Được. Còn dạ. Bắt nó nộp đủ trăm quan rồi đuổi. Dạ. Các cụ ạ. Dạ. Việc làng đã xong. Cảm ơn hết. Tôi mời các cụ ra nhà phu ông tạo quánh chén cho ngả vàng. Chán à? Các cụ à? Chán nào? Chán à? Chán đây? Chán nào? Chán? Ừ, ừ, anh à?